hạ gục vũ khí tối thượng của Mỹ. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cuộc phản công của Ukraine đang đi vào bế tắc. Trong ngày qua, các thiết bị hiện đại của phương Tây liên tục trở thành mồi ngon cho khí tải của Moscow. Các chuyên gia quân sự đều nhận định rằng chỉ có những người ngây thơ mới dám tin Ukraine có thể giành chiến thắng. Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh giữa Ấn Độ, Mỹ, Nhật và Úc đã phải hủy bỏ vì ông Biden chưa thể giải quyết được vấn đề nợ công của nước Mỹ. Còn các nước châu Âu dù muốn chống Nga nhưng mà lại không thể từ chối nguồn khí đốt của Nga. Và điều này đã gây ra mâu thuẫn lớn trong việc đề xuất gói trừng phạt tiếp theo. Những thông tin này sẽ có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Lần lượt hạ thủ vũ khí tối tân của Mỹ và Anh. Hẳn là quý vị còn nhớ vào ngày 10 tháng 5, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder đã cho biết rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ một tên lửa Kinzo của Nga bằng hệ thống phòng không Patriot. Khi này thì người Mỹ đã nói rằng Kinzo không được đánh giá là vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, vào ngày 15 tháng 5 thì Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo rằng một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã bị tấn công ở Kiev bởi một cuộc tấn công của tên lửa siêu thanh Kinzo. Ngay sau đó vào ngày 16 tháng 5, một video độc đáo đã được Aviapro công bố. Video này cho thấy khoảnh khắc một tên lửa đánh trúng các vị trí của lực lượng phòng không Ukraine ở Kiev. Trong video này thì hệ thống các tên lửa phòng không Mi-104 Patriot của Mỹ đang hoạt động ở cường độ cao, cố gắng để đẩy lùi mối đe dọa trên không. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, khi ống phóng không còn tên lửa thì Nga đã không kích vào vị trí của hệ thống phòng không Patriot. Một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại nơi thực hiện các vụ phóng. Như chúng ta đã biết, Patriot có trị giá ước tính lên tới 150 triệu đô la. Và hiện, đây là hệ thống tên lửa phòng thủ tầm trung tiên tiến nhất của phương Tây. Nó được kỳ vọng là có thể giúp Ukraine xoay chuyển được cục diện. Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn không thể chống lại tên lửa siêu thanh Kinzo của Nga. Các chuyên gia Nga đã nói rằng, qua thực chiến, Patriot đơn giản chỉ là một món đồ chơi đắt tiền. Sau vụ tấn công của Nga, trên đường phố Kiev người ta đã tìm thấy các mảnh vỡ tên lửa đánh chặn được phóng từ Patriot. Đây là các loại tên lửa phiên bản hiện đại nhất của tổ hợp phòng không này. Như vậy, cho dù người Mỹ đã tặng cho Kiev những tên lửa Patriot tối tân nhất, thì rất tiếc là nó vẫn bị Kinzo của Nga đánh bại. Và chế độ Kiev vẫn chưa xác nhận, nhưng cũng không bác bỏ thông tin trên. Vào ngày 16 tháng 5, trao đổi với báo giới, đại diện chính thức của không quân Ukraine, ông Yuri Ignat, đã cho biết rằng ông không thể bình luận về các thông tin từ các nguồn tin Nga. Đồng thời theo ông, các hệ thống phòng không của Ukraine được cho là có thể bắn hạ 6 chiếc Kinzo. Trong khi đó, truyền thông phương Tây đã xác nhận thông tin rằng các cuộc tấn công vào Patriot đã thành công. Và hôm nay CNN đã dẫn lời các nguồn tin cho biết các chuyên gia Mỹ đang đánh giá thiệt hại do vụ tấn công tên lửa do Nga gây ra. Và điều này sẽ quyết định xem liệu hệ thống này có cần phải thu hồi hoàn toàn hay không, hay nó chỉ cần được sửa chữa tại chỗ bởi lực lượng Ukraine. Hiện tại thì có hai hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ Ukraine. Một trong số đó do Mỹ sản xuất và một hệ thống còn lại là do Đức cùng với Hà Lan hợp tác sản xuất. Không rõ là hệ thống nào trong số này đã bị hư hại, nhưng mà việc ngừng hoạt động của một hệ thống dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi cũng có thể gây ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ Kiev trước các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày càng gia tăng từ phía Nga. Không chỉ có Patriot bị tiêu diệt, trong ngày hôm qua ngày 16 tháng 5, quân đội Nga cũng đã bắn hạ 7 tên lửa Storm Shadow trong một ngày. Đây là một tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko. Và điều này đã nhấn mạnh sự thành công của các hoạt động phòng thủ của quân đội Nga đối với một mối đe dọa nghiêm trọng mới. Điều đáng chú ý là quân đội Nga chỉ mất 3 ngày để có thể giải mã những tên lửa này. Tên lửa chiến thuật hành trình của Anh là một mối đe dọa rất nghiêm trọng. Điều này chủ yếu là do chúng có thể được phóng từ khoảng cách lên tới 560 km, đủ khả năng để đe dọa Moscow. Tuy nhiên, tiến trình trong 24 giờ qua cho thấy mối đe dọa như vậy hiện là rất ít. Việc Nga hạ đo ván Storm Shadow của Anh được các diễn đàn thông tin đánh giá là nước đi quan trọng. Có ý kiến cho rằng Moscow đã nhanh chóng giáng cho Vương quốc Anh một cái tát vào mặt. Hiện nay, thông tin về loại vũ khí có thể đánh chặn tên lửa Storm Shadow không được phía Nga tiết lộ bởi vì Moscow vẫn chưa biết chính xác mục tiêu của các cuộc tấn công là gì. Theo dữ liệu không chính thức, Vương quốc Anh dự định sẽ cung cấp cho Ukraine 600 tên lửa loại này và 200 quả trong số đó đã đến lãnh thổ Ukraine. Có lẽ chúng sẽ được người Nga dọn dẹp ở chiến trường Ukraine trong thời gian tới. Hệ thống phòng không SAMSI đầu tiên đến Ukraine. Theo thông tin từ truyền thông Ukraine, một khẩu đội tên lửa phòng không SAMSI đã được chuyển giao cho Kiev. Việc giao hàng này là kết quả của những nỗ lực chung giữa Ý và Pháp trong khuôn khổ hỗ trợ quốc tế cho Ukraine. Kế hoạch cung cấp các hệ thống này đã được biết đến vào tháng 2, khi mà Thủ tướng Ý công bố gói hỗ trợ quân sự thứ 6 cho Ukraine. Vào thời điểm đó, chi tiết các hệ thống khí tài và khối lượng viện trợ vẫn không được tiết lộ. Điều đáng chú ý là các hệ thống tên lửa phòng không SAMSI của Ý và Pháp là những thành phần không thể thiếu trong hệ thống phòng thủ tên lửa NATO ở châu Âu. SAMSI được thiết kế để bảo vệ chiến trường và các mục tiêu quan trọng khỏi máy bay, trực thăng và máy bay không người lái cũng như là tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật.
Một khẩu đội SAMTI hoàn chỉnh bao gồm xe phóng, tên lửa Aster-30 và một bộ điều khiển hỏa lực dựa trên radar quét điện tử đa chức năng Arabell. Sức mạnh của SAMTI nằm ở 8 ống phóng được trang bị tên lửa đánh chặn tầm xa Aster-30, sử dụng nhiên liệu rắn 2 tầng. Tên lửa này có chiều dài 4,9m, trọng lượng 510kg, trong đó đầu đạn của nó nặng tới 20kg. Aster-30 có thể tiêu diệt máy bay ở cự ly khoảng 3 đến 100km và tên lửa đạn đạo ở cự ly từ 3 đến 25km. Độ cao tối đa mà chúng có thể vươn tới là 25km. Tốc độ bay của tên lửa này có thể đạt tới 1.400m/giây. Đến thời điểm hiện tại thì phương Tây đã gia tăng viện trợ cho Ukraine các tổ hợp vũ khí tối tân. Và vấn đề nằm ở chỗ là nó sẽ có màn biểu diễn thực chiến như thế nào trong điều kiện của Ukraine, nơi mà tình hình khác biệt đáng kể so với những gì họ đã gặp phải ở châu Âu. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng các hệ thống này đã tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Gia nhập trung tâm mạng NATO vẫn bị ăn đòn nặng. Ukraine đã chính thức gia nhập NATO, Bộ Ngoại giao nước này cho biết vào ngày 16 tháng 5. Cơ quan này viết trên Twitter rằng hôm nay quốc kỳ của Ukraine đã chính thức được kéo lên tại trụ sở trung tâm mạng thông tin NATO ở Tallinn, đánh dấu việc Ukraine chính thức gia nhập tổ chức. Trên thực tế thì việc Ukraine có gia nhập NATO hay là tổ chức con của NATO thì cũng không quan trọng vào lúc này nữa, bởi vì Nga thực sự đã đối đầu với NATO ngay từ khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ukraine đơn giản chỉ là bãi chiến trường, cho nên tuyên bố này từ giới chức Kiev chỉ mang tính biểu tượng mà thôi. Điều đáng chú ý là ngay sau đó thì vào đêm ngày 16 tháng 5, quân đội Nga đã giáng một đòn mạnh vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo phóng viên quân sự của Mùa Xuân Nga, lực lượng vũ trang Nga đã giáng đòn tấn công quy mô lớn nhất vào các cơ sở quân sự ở Kiev với sự hỗ trợ của vũ khí chính xác cao. Còn theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc tấn công quy mô lớn này là các điểm triển khai các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine, nơi cất giữ đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm cả khí tài được chuyển giao từ các nước phương Tây. Bộ này cho biết rằng mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị xóa sổ. Đồng thời, bộ này cũng nói về diễn biến của cuộc chiến ở các khu vực khác nhau trên mặt trận. Ở hướng Kupiansk, các đơn vị của nhóm lực lượng phía Tây đã tấn công nhân lực và thiết bị của kẻ thù, đồng thời tiêu diệt 5 nhóm phá hoại và trinh sát. Tổn thất của quân đội Ukraine ở đó lên tới khoảng 60 người và 4 phương tiện. Còn ở hướng Krasnolimansk, nhóm quân trung tâm đã tiêu diệt khoảng 65 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh và 1 bệ pháo tự hành Abkhazia. Theo hướng Donetsk, các phân đội tấn công tiếp tục đánh vào các khu vực phía Tây Bakhmut. Các đơn vị của cụm lực lượng phía Nam đã đánh chặn kẻ thù ở hai bên sườn. Tình hình khó khăn nhất đang diễn ra ở khu vực làn Krasnoy, nơi mà các binh sĩ của lữ đoàn súng trường cơ giới số 4 đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine trong ngày. Trong các trận chiến này, Ukraine đã mất hơn 70 quân nhân, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép. Nói chung thì ở hướng Donetsk, thiệt hại của Kiev là khoảng 215 người, 5 xe bọc thép, 7 phương tiện chuyên chở và 2 khẩu lựu pháo. Khoảng 135 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện chuyên chở, 2 khẩu lựu pháo MSTAB và pháo tự hành Akasia đã bị phá hủy ở hướng Nam Donetsk và Zaporozhye. Khoảng 25 binh sĩ Ukraine và 1 khẩu Akasia khác cùng với 5 phương tiện vận chuyển đã bị phá hủy ở hướng Kherson. Máy bay chiến đấu của Nga cũng đã bắn hạ 2 máy bay Su-24 và Su-25 của Ukraine. Các hệ thống phòng không cũng đã đánh chặn 7 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh và Pháp sản xuất, 3 tên lửa chống radar HAM, 7 quả đạn HIMARS MLRS và 22 máy bay không người lái của Ukraine. Đại tá Alexander Godev, người đứng đầu trung tâm báo chí của tập đoàn quân Vostok, đã thông báo với RIA Novosti như vậy vào sáng nay. Dựa theo báo cáo này thì thiệt hại của Ukraine vẫn tiếp tục gia tăng và tín hiệu phản công thành công là rất ít ỏi. Còn nói về kế hoạch phản công của Ukraine, nhà báo Reanu Hirat của tờ Le Figaro đã viết rằng Zelensky đã nói rằng ông ấy có phương tiện để phát động một cuộc phản công quy mô lớn, nhưng mà ông ấy sẽ chờ đợi thời cơ vì một cuộc tấn công sớm sẽ khiến người Ukraine phải trả giá đắt. Zelensky bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi rằng quân đội và người dân của ông ấy đã mệt mỏi sau 15 tháng xung đột. Nói một cách ngắn gọn thì Zelensky đang hoãn phản công do lực lượng vũ trang Ukraine đã quá mệt mỏi và ông ta đang nói tới việc chờ thời cơ. Lời thừa nhận thua cuộc từ phương Tây. Phương Tây đang hy vọng vào một cuộc phản công của Ukraine, nhưng mà kết quả không đáp ứng được kỳ vọng. Ngược lại, nó sẽ mang tới lợi thế cho Nga. Truyền thông Mỹ Foreign Affairs đã viết về điều này. Bài báo này viết rằng Putin có thể cho rằng cuộc tấn công này thể hiện đỉnh cao viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine và theo thời gian, Nga có thể làm cạn kiệt lực lượng vũ trang Ukraine. Moscow tin tưởng rằng các cuộc tấn công sắp tới vào Kiev sẽ là một cuộc tấn công duy nhất. Bài báo này lưu ý rằng các quan chức ở nhiều quốc gia khác nhau tin rằng gói hỗ trợ quân sự tiếp theo cho chính quyền Kiev sẽ thay đổi cuộc chơi, nhưng mà họ đã phải liên tục thất vọng. Bài báo này kết luận đã đến lúc phương Tây bắt đầu lên kế hoạch tích cực hơn trong tương lai của Ukraine, không chỉ tập trung vào một cuộc phản công.
Còn nhà khoa học chính trị người Đức Johannes Warwick đã chia sẻ trong một bài báo cho tờ Frankfurter Allgemeine rằng chính sách của phương Tây ở Ukraine sẽ không thể dẫn đến điều gì tốt đẹp. Theo ông, hành động của các nước phương Tây không góp phần giải quyết xung đột. Và để làm bằng chứng cho lời nói của mình, ông Warwick đã chỉ ra sự tàn phá nghiêm trọng, những tổn thất to lớn và khả năng leo thang đáng kể. Ông ấy nói, thật là ngây thơ khi tin rằng con đường của phương Tây đã hoặc có thể sẽ thành công. Phương Tây đã vượt qua ranh giới đỏ được Nga vạch ra một cách rõ ràng trước thềm cuộc xung đột ở Ukraine và từ chối đạt được sự cân bằng lợi ích hợp lý. Do đó, theo nhà quan sát này thì chìa khóa chính để giải quyết cuộc khủng hoảng sẽ là việc phương Tây nhận ra rằng Ukraine theo một nghĩa nào đó. Trước đó, người từng làm cố vấn cho cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, ông Oleg Sokin, đã bày tỏ trên kênh YouTube của mình rằng những lời hứa của Tổng thống Ukraine đương nhiệm sẽ giành chiến thắng nhanh chóng trước Nga nói lên một sự kém cỏi của ông ấy với tư cách là một chính trị gia. Ông ấy cũng chế giễu bằng cách gọi những tuyên bố hào nhoáng về cuộc phản công và chiến thắng của ông ta là lời nói của một cậu bé trong hộp cát. Như vậy thì có thể thấy rằng những luận điệu về cuộc phản công thành công hay là những bước đột phá trên chiến trường chỉ là mang tính chất tuyên truyền. Ngay cả các chính trị gia, các nhà quân sự của phương Tây cũng không đánh giá cao hiệu quả của nó. Cho nên, việc các vũ khí tối tân ồ ạt chảy vào Ukraine cuối cùng cũng chỉ là mồi ngon cho các khí tài của Nga săn bắn. Nga không suy yếu, ngược lại, công nghệ quân sự của nước này còn được một phen trình diễn phô trương sức mạnh để rồi thúc đẩy các nguồn lợi từ các đơn hàng vũ khí lớn. Nhìn chung, trên mặt trận quân sự, những cuộc chiến trên không đang có lợi thế nghiêng về phía Nga. Còn về mặt trận kinh tế, các nước phương Tây đang trải qua thời kỳ vô cùng ảm đạm. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Úc, Ấn, Nhật phải hủy bỏ vì nợ nần. Sáng ngày hôm nay ngày 17 tháng 5, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã cho biết trên kênh ABC News rằng hội nghị thượng đỉnh đối thoại an ninh 4 bên với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Australia, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản sẽ không thể diễn ra do tình hình chưa được giải quyết xung quanh vấn đề nợ nần quốc gia của Mỹ. Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hủy bỏ chuyến công du được lên kế hoạch trước đó tới Úc và Papua New Guinea do tình hình tài chính ở nước mình. Điều đáng chú ý nhất là lời nói của nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ Jim Rogers khi mà ông ấy tin rằng đồng đô la đang bắt đầu mất đi vị thế dẫn đầu. Chuyên gia này cho biết rằng điều này là do Hoa Kỳ đã trở thành con nợ lớn nhất của thế giới. Rogers cho biết mọi người đang bắt đầu rời xa việc sử dụng đồng đô la. Một phần đó là vì Mỹ là quốc gia mắc nợ lớn nhất trong lịch sử. Nhiều người nghi ngờ liệu có nên sử dụng loại tiền này ngay bây giờ hay không, bởi vì nó có thể đem đến rủi ro trong tương lai. Chuyên gia này cũng nhắc lại rằng đồng tiền quốc tế nên có trạng thái trung lập tuyệt đối. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng đồng tiền đó cho bất kỳ một mục đích nào, cho bất kỳ điều gì. Nhưng mà bây giờ đây Washington đang thay đổi luật chơi và nếu như họ nổi giận với bạn, họ có thể tước đi mọi thứ từ bạn. Theo chuyên gia này, hiện nay thì các quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ cũng đang phải thừa nhận khả năng họ có thể bị vướng vào những hạn chế như vậy. Do đó, nhiều người bạn của Hoa Kỳ đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho đồng đô la và quá trình này đang tăng tốc khi nhiều đối tác của Hoa Kỳ lo lắng rằng những điều tồi tệ có thể sớm xảy ra với họ. Đồng thời Roger tin rằng cho đến nay thì thế giới vẫn chưa tìm được sự thay thế tương đương hoặc ít nhất là một đối thủ cạnh tranh với đồng đô la của Mỹ. Theo nhà đầu tư, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có thể đảm nhận vai trò như vậy, nhưng mà mức độ tin cậy của nó thì vẫn chưa được đánh giá. Điều đáng nói là các quốc gia phương Tây vẫn chưa tỉnh ngủ, trong khi cỗ máy kinh tế của họ thì đang lao dốc. Chúng tôi đang muốn nói tới việc EU tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với khí đốt của Nga vào mấy ngày trước. Nhưng mà đến ngày hôm nay, Politico lại đăng tải bài báo cho rằng EU khó mà có thể dùng các lệnh trừng phạt mới để đóng cửa vĩnh viễn các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga. Lý do là vì có quá nhiều sự phản đối ở EU đối với đề xuất cấm nhập khẩu khí đốt của Nga qua các đường ống. Và quý vị có thể thấy, quanh đi quẩn lại thì vẫn là áp đặt các lệnh trừng phạt, nhưng mà cuối cùng là tự họ làm tổn thương chính mình. Kinh tế thì lao dốc, nợ nần tăng cao, chia rẽ xã hội và chia rẽ trong các khối liên minh cả về kinh tế và quân sự. Đây là cái giá phải trả cho các chính sách đối ngoại diều hâu mất lý trí của các nhà lãnh đạo phương Tây. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.